phân lô bán nền, băm nát đất đai, lãnh đạo Phú Quốc nên bắt đầu run sợ. Sự ưu ái của thiên nhiên dành cho Phú Quốc là vô cùng lớn, không phải ngẫu nhiên nó được mệnh danh là đảo ngọc. Tuy nhiên, với sự quản lý yếu kém của chính quyền, quy hoạch ở đây đã bị băm nát, với nhiều khu vực được xây dựng nhân tạo và ồ ạt. Quá nhiều công trình nhân tạo khiến du khách chán nản, đưa Phú Quốc lâm vào tình trạng ế khách. Từ một hòn đảo nghỉ dưỡng, nó trở thành nơi buôn bán bất động sản thì hiển nhiên nó sẽ thu hút giới đầu cơ hơn là du khách. Đó là lý do vì sao thời gian qua tại Phú Quốc đã xảy ra nhiều vụ vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai rất nghiêm trọng. Điển hình là vụ các đối tượng ở công ty LHD lập dự án ma để phân lô bán nền trái pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Hay như mới đây, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cửa Dương, ông Trần Văn Việt đến cơ quan công an đầu thú về hành vi nhận hối lộ 2 tỷ đồng và 2 cây tùng để làm ngơ cho nhóm lừa đảo đất đai, phân lô bán nền. Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc đã ra quyết định tạm dừng cho đảng viên là lãnh đạo các cấp đi nước ngoài. Tất nhiên đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nếu chỉ có một người tiếp tay thì Phú Quốc làm sao mà bị băm nát đến mức như thế? Các quan chức lỡ nhúng chàm nên bắt đầu run sợ đi là vừa,